Một chiếc SUV 7 chỗ hầm hố và bắt mắt vừa được VinFast đăng ký độc quyền trên website của Cục Sở hữu Trí tuệ. Mặc dù chỉ là hình ảnh về bản thiết kế, nhưng người dùng có thể nhận thấy đây là một chiếc SUV có thiết kế hầm hố và đẹp mắt, không kém cạnh VinFast Lux SA 2.0. Theo thông tin từ Cục Sở hữu Trí tuệ, bản thiết kế của chiếc SUV 7 chỗ mới mang thương hiệu VinFast đã được cấp giấy sở hữu công nghiệp vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. Chiếc SUV 7 chỗ mới được đăng ký độc quyền của VinFast có nét thiết kế khá giống với VF33, mẫu xe lớn nhất và thông minh nhất trong 3 mẫu xe tự hành mà VinFast công bố cách đây không lâu. Bên cạnh việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho mẫu xe mới, VinFast cũng đang xây dựng trạm sạc cho xe điện tại các khu đô thị lớn.